mua đồ ở Moji, mua đồ back to school. Sao em đi với? Em nghĩ câu trả lời sẽ là được hay là không được hả nhỏ kia? Chắc cũng được. Chính xác, biến đi. Ăn một lần thôi mà. Thôi được rồi, đi thì đi. Nhưng mà làm gì có gì dễ như thế nhở? Chắc là phải cho một cái thử thách xem nào. Bây giờ nhá, mỗi người sẽ đưa ra một cái checklist những đồ cần phải mua. Sau đó thì đưa cho người còn lại. Và người kia phải mua đúng theo cái checklist đấy. Xong rồi nhá, nếu mà mày mà mua đúng được theo cái checklist mà chị đưa ra ấy, thì tất cả số đồ mà mày muốn mua chị sẽ trả hết. Chị sẽ trả hết luôn. Thắng làm vua, thua ăn vạ, chiến luôn. Ok, bắt đầu. A few moments later. Này, chị nhớ phải mua đúng cho em đấy. Dạ. À? Năm, bốn, ba, hai. Xin chào các bạn. Moji Channel đã quay trở lại rồi đây. Hạ qua thu tới, vậy là một năm học mới nữa lại sắp bắt đầu rồi. Chẳng mấy chốc mà các bạn học sinh sinh viên sẽ quay trở lại trường học đúng không? Thế nên chắc hẳn bây giờ điều mà mọi người quan tâm nhất chính là phải sắm đồ gì trong mùa back to school năm nay. Việc gì khó có Moji lo. Thế nên là ngày hôm nay mình và em Sứa sẽ đến Moji để sắm đồ cho mùa back to school đấy. Xin chào mọi người, mình là Sứa. Và hôm nay thì mình và chị Meo Meo sẽ tham gia một cuộc quyết chiến sắm đồ back to school. Và mọi người phải theo dõi đến cuối để xem ai là người chiến thắng đó nha. Bắt đầu thôi. Trong checklist đầu tiên thì em mình ghi rất là nhiều loại bút, ghi là các loại bút luôn. Thế nên là bây giờ mình sẽ đi pick mỗi loại một cái nhá. Các mẫu bút ở Moji rất đa dạng và độc đáo, từ bút bi, bút nước cho tới bút chì, bút nhớ. Mà mỗi em thì giá chỉ 10 đến 20 cành, cực kỳ phù hợp với túi tiền của chúng mình đó. Lớp bao khu này thì thấy rất là nhiều các loại bút màu mà mình thấy em mình thì suốt ngày nó cứ làm hồi làm bullet journal ấy. Thế nên là chắc là sẽ mua thêm cho nó một vài bộ màu cho nó thích. Những món đồ dùng học tập như thước kẻ, dập kim, bút xóa cũng cực kỳ cần thiết cho chúng mình trong mùa tự trường này đó. Các mẫu giấy nốt, sổ vở cũng không thể thiếu để chúng mình ghi chép và take note lại bài giảng của các thầy cô. Hộp bút cũng có nhiều mẫu hot trend như họa tiết checkerboard, caro hay là trong suốt, tha hồ mà lựa chọn nhé. Mình cũng định mua bình nước nhựa cho Sứa để tiện mang tới trường hoặc là mang đi chơi, đi picnic, vừa cute hạt me lại vừa không lo bị rơi vỡ nữa. Mua gì nữa không nhở? Anh đang đi đâu đường ấy? Quên mất. Cái quan trọng nhất thì lại quên, đấy chính là ba lô. Rồi. Thôi mà, mua đây, mua ngay bây giờ đây. Moji mới cập bến vô vàn những mẫu ba lô độc đáo, đặc biệt là các mẫu chống thấm nước để các bạn học sinh có thể tự tin khoác lên người trong những ngày mưa mà không lo bị ướt sách vở đâu nè. Điều đầu tiên mà mình thấy là chị mình không bao giờ đeo ba lô nặng hết. Và từ khi lên đại học thì chị chỉ đeo túi tốt nhỏ thôi. Thế nên là mình sẽ chọn một chiếc túi tốt khá là gọn nhẹ để chị mình có thể mang đi khi mà đi học nhé. Và Moji thì biết ngay là sẽ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ở gian phân phòng phẩm mà. Nhưng mà trong checklist của chị mình thì chỉ ghi mua sổ và bút bi thôi. Thích nhở, chắc là do lên đại học không phải ghi chép nhiều nên mới mua ít thế chứ. À, còn cần phải mua thêm cả lót chuột với cả túi đựng lát nữa. Các mẫu phụ kiện tóc tuy nhỏ nhắn thế này thôi nhưng lại giúp con gái chúng mình luôn gọn gàng và xinh xắn đó. Chị mình yêu cầu mình phải mua phụ kiện điện thoại nhưng mà lại còn hình trái tim cơ. Thế thì phải chọn cái nào nhỉ? Đây. Hợp lý chưa? Cái này nhá. Đố các cậu biết đây là gì? Vòng tay á? No no, đây là móc treo điện thoại đấy, điệu nhở. Ngoài ra thì còn có cả móc treo AirPod hay dây gắn ốp để các cậu tô điểm cho em vế xinh của mình nữa nè. Yay, vậy là chúng mình đã mua đồ về rồi đây. Trông ít đấy nhở, mua đủ đồ cho đấy. Em mua đủ hết rồi mà, không thiếu một cái gì luôn. Để tí nữa chị kiểm tra. Thế chị mua đủ đồ hết cho em chưa? Quá nhiều luôn. Thế chị cho em xem từng cái một đi ạ. Ok, thì bây giờ sẽ cùng xem là chị đã mua đủ đồ theo checklist của Sứa chưa nhá.
Đầu tiên nha, Phần Vân mãi mua được cái ba lô này, xinh không? Xinh. Đây nha, ở cái ba lô này chống nước được này, lại còn được tặng kèm huy hiệu này, lại còn được tặng kèm sticker này, lại còn được tặng kèm gấu bông nữa. Được không? Được luôn. Và đấy lúc đấy chị thấy có mấy cái ba lô liền, nhưng xong rồi thấy cái màu tím xinh hơn, thế nên là chọn cái màu tím. Tiếp theo là em đã ghi rất là nhiều đồ học tập đúng không? Đúng ạ. Đây. Wow. Chị mua hết cả bút ở đấy ạ? Mua hết được ý, ở đấy nhiều bút cực. Bút đi. Bút chì. Bút chì bấm. Cái này em dùng đến năm em tốt nghiệp đại học mất chị ạ. Bút xóa này, bút xóa có cả hai loại luôn nhá. Có cả set bút xóa và bút xóa lẻ. Với cả ở đấy nhá, có một cái khu là kiểu khu đồ bút, bút vẽ, bút màu ấy. Thế nên là chị cũng không biết là nên dùng loại nào, nên là chị đã mua hai ba loại. Có một cái rất hay nhá, chị thấy hay nhưng chị không biết là dùng thế nào. Đấy là bút nhớ dòng kèm glitter. Cái này là mình sẽ mở ra này. Nghe có vẻ xanh xoài quá nhỉ, chật chát đấy, da gì đấy. Một cái rất là hay nhá, trông xinh, đố biết là gì luôn. À, cái này em không biết. Bút nhớ dòng. Đây là một chiếc bút nhớ dòng hình phiên da. Đi kèm combo làm bullet journal thì chị mua sticker cả washi tape luôn này. Đố chị biết em thích màu nào nhất? Cái này. Chính xác. Đây, mình thích màu hồng nhất. Xinh nhở. Ở trong checklist thì không ghi là phải mua sổ vở như thế nào, thế nên là chị mua size to nhất. Đúng rồi, đại gia có khác. Chị meo meo mua cho mình một quyển vở meo meo, một quyển vở hoa tulip và một quyển vở hoa daisy. Rất là xinh đúng không? Sướng ấy nhỉ, chiều quá. Tiếp theo trong checklist đấy là thước đúng không? Thì chị có mua hai cái thước lẻ để cho một túi bút cho tiện. Và một cái bộ thước này, bộ thước này có đủ các loại thước luôn. À nó dẻo. Ồ, cái này là dẻo à? Đánh đau lắm đấy ạ. Bây giờ em sẽ dùng cái màu xanh này vào ngày chẵn và cái này vào ngày lẻ. Sướng quá. Đây đây. Lúc mà chọn túi bút ý, thì thấy cái này đang hot năm nay, kiểu họa tiết này hot năm nay, thì nên chị đã chọn. Và thấy cũng to nữa. Đây này. Thử để bút ra xem. Wow. Đủ rất nhiều đồ luôn. Đây. Rồi, mua thêm cả một cái được tài liệu nữa này. Hình như là không có trong checklist nhưng mà thấy xinh nên là chị mua. Hết đồ dùng học tập rồi, ở trong checklist thì có tất ý. Nhưng mà chị không biết là em hay đi tất cổ cao hay cổ thấp nên là mua hết luôn. Ồ, chị mình mua tất cả chỗ tất ở Muji rồi đây này. Trẻ con thì mới phải chọn, còn người lớn ý thì mua hết. Cuối cùng đấy là chị mua bình nước trong checklist. Nhưng mà chị mua thêm cả một cái kiểu cup holder ấy, để cho em tiện sách đi học. Đây. Cái này nó cũng đã có sẵn một cái để cầm rồi. Nhưng mà cái này thì mình sẽ cầm thoải mái hơn, mình sách dễ hơn nữa. Cái này có cả ống hút này. Mình thích nhất là bình nước có ống hút luôn. Trong cái này nha, trong cái bình nước này còn có cả kiểu sticker ấy, để cho em trang trí ấy. Cho em tự trang trí. Tí nữa em sẽ ngồi dán luôn. Chưa, đủ đồ chưa, đủ hàng chưa? Thì cũng được. Đâu, bây giờ phần quan trọng là xem là liệu cái chỗ đồ này có được tôi trả tiền không? Bây giờ sẽ đến lượt em. Và đây là đồ em đã mua cho chị theo đúng checklist của chị nhá. Đâu, xem nào. Đầu tiên sẽ là một chiếc đựng laptop hình phi hành gia. Trông xinh không ạ chị? Được, đấy. Nó sẽ có một ngăn thật là lớn để chị đựng laptop nè. Ở bên trong còn có lót bông nha. Lót bông thế nên là sẽ không làm xước laptop của chị đâu. Ngoài ra ấy, thì khi mà mang laptop thì mình phải mang cả sạc này, cả chuột nữa đúng không? Thì chắc chắn sẽ có một cái ngăn nhỏ nhỏ như này để mình nhét sạc với cả chuột vào. Ngăn này cũng có lót bông nha, thế mọi người không sợ xước sạc cũng xước chuột gì đâu. Đấy. Được rồi đó không chị? Ok. Tiếp theo, để đựng cái túi đựng laptop, dạ em đã sắm cho chị một chiếc túi tốt. Và chiếc túi tốt này đúng theo yêu cầu của chị là có hình con mèo đúng không? Đúng rồi. Đây, chị mở ra xem. Túi này còn có khóa nữa. Cái túi này có cả set như thế này thì sẽ không làm rơi đồ của mình ra. Tại vì em biết là chị rất hay làm mất đồ luôn. Ở trong này còn có một cái ngăn nhỏ này. Vâng, chị có thể để chìa khóa này, son. Vừa luôn đúng không? Máy ok. Được rồi. Tiếp theo trong checklist thì chị Ngọc có ghi là mình phải mua một cái lót chuột. Thế nên là mình đã chọn hình này. Trông rất giống chị Ngọc lúc chạy deadline luôn. Chị thích lắm em ạ. Cảm ơn em nhé. Mỗi lần chạy deadline chị có bạn đồng hành rồi. Cảm ơn em. Tiếp theo là đồng hành với chị trong quá trình chạy deadline sẽ là một quyển sổ. Mà mình sẽ ghi lại này, làm planner này. Hoặc là chị có thể viết nhật ký nữa. Sổ đó đúng không? Dạ vâng ạ. Thích quá. Tiếp tục.
thì đi cùng với quyển sổ thì chắc chắn phải có bút rồi. Mình thì không có nhiều ngân khố như chị Ngọc, thế nên mình chỉ mua được một cái thôi. Ruby, ok, đồng ý. Mình đang rất muốn chị mình có bạn trai, thế nên mình đã sắm ngay cho chị mình một chiếc bờm để làm riêng khi mà lên đại học. Xinh không? Nếu mà hôm đấy trời nắng không đeo được bờm thì mình sẽ làm gì? Thì mình sẽ thay bằng một chiếc mũ. Đây, có hình trái tim checkerboard nữa. Chị thích checkerboard đúng không? Trông cực kỳ nàng thơ luôn. Được đấy. Xứng đáng có 10 người yêu các bạn ạ. Cảm ơn nhá. Tiếp theo là chị mình có yêu cầu thêm một chiếc ốp có hình trái tim nữa. Thế là mình chọn luôn một cái ốp có hình giống như cái mũ như này này. Đấy, thế là mình sẽ cực kỳ đồng bộ luôn. Ơ, trái tim này gì ạ? Trái tim màu đen này chị. Ờ, cái này là một cái kiểu móc cầm để dán vào đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Hay đấy. Sáng tạo đấy. Như này. Đó, trông đồng bộ không mọi người? Ok. Rồi, sao hết chiếc đít rồi đây này. Trông rất ít nhưng lại không ít. Ít thôi nhé, không nhiều, bởi vì người thì lại nhanh hết. Ok, có ốp của điện thoại rồi thì mình sẽ phải có ốp của AirPod nữa. Thì mình đã mua thêm cho chị Ngọc một chiếc ốp AirPod hình chú gấu luôn. Xong suốt à? À quên, ngoài ra còn có cả móc khóa dành riêng cho AirPod luôn. Ui, cái gì cũng có móc khóa mà. Ok ok. Lên kênh. Thế này nhá, là chị khỏi lo là mất luôn. Tại vì lúc nào nó cũng sẽ lên kênh như thế. À. Mình để ý là khi mà lên đại học thì các anh chị hay có cái thẻ để đeo ở đây này. Thế nên là mình đã sắm cho chị Ngọc một cái đeo thẻ như thế này này. Mà đúng theo checklist của chị Ngọc luôn. Chị thấy em giỏi không? Đúng chưa đấy? Đúng hả? Trong checklist của chị là yêu cầu đi kèm với một cái strap. Oh, ta-da! Cái strap nè. Ờ. Đúng vậy, chị yêu cầu chưa ạ? Đúng rồi. Để chị xem nào. Nổi bần bật luôn. Nào bây giờ để chị check lại xem là đã đủ theo là cái checklist mà chị đưa cho em chưa nhá. Đố chị tìm ra cái gì mà em làm sai luôn đấy. Túi rồi này, túi công tác này, cái laptop rồi này, lắp chuột rồi, sổ và bút, đó, phụ kiện. Ok. Nhưng mà ok này là không hình trái tim nhá. Đâu ra? Đâu ra? Ở đây có tận 2 hình trái tim. Đâu? Ờ. Đây là 1 này. Đây là 2 này. Nhiều thế là gì nữa? Đúng chưa? Cũng đúng rồi. Thôi thì bây giờ mình cứ bỏ qua đi. Mấy khi mà chị em mình vui cho nhau đâu. Challenge nó cũng phải có gọi là gì nhỉ? Chấm trước chứ chị nhỉ? Thôi được rồi, thôi được rồi. Thôi được rồi. Nhờ sự chấm trước của tôi nên tôi chấp nhận cho em Sứa hoàn thành thử thách ngày hôm nay và được nhận toàn bộ đống đồ này. Yay. Vậy là chúng mình đã sắm xong đồ cho mùa quay trở lại trường sắp tới rồi đây. Và mong là các bạn đã có nhiều gợi ý hay ho cho mùa tự trường này. Tất cả sản phẩm trong video ngày hôm nay đều có trong toàn hệ thống của Mozi. Các cậu có thể tham khảo thêm và đặt hàng online tại website, Facebook và Instagram của chúng mình nhé. Và nhớ comment ở bên dưới chủ đề mà các cậu muốn Mozi làm trong video sắp tới nha. Đừng quên like, share video, subscribe kênh YouTube Mozi Channel và ấn chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video thú vị nào sắp tới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chất chát đấy, và gì đấy. Sành sỏi đấy.